Bà Tám, nước ở đâu? Cảm giác không có cơm chứ gì đây? Này chưa cúng. Nè, bà cười lên cái được không? Chi vậy? Mặt gì có chù ủ đóng à. Mới sáng ra đó nha. Xui nguyên ngày cho coi. Gì xui dữ à? Tại vì hôm tôi ngủ không được rồi tôi bị lên máu thôi chứ gì đâu xui. Thì đó, biểu đi ngủ thì không chịu, cứ ráng thức nguyên đêm chờ thằng Bảo. Lo lắng cho nó quá mà, bởi vậy giờ máu giật lên là phải. Máu người ta lên hay xuống thì chứ gì giật lên, nói gì thấy ghê. Tôi nói vậy đó. Bây giờ nè, tới giờ này nè mà Bảo nó chưa có về nè, mà cũng không chút tin tức nào trên trời, không lo lắng sao được. Trời ơi, mà không biết là sáng nay nó có vô công ty không vậy ha. Dám hồi điểm hôm qua đi với em nào đó, rồi nổi hứng lên vô khách sạn luôn, rồi sáng ra từ khách sạn lên công ty. Nói gì mà nghe hư hỏng dữ vậy? Bà là khẩu à. Thanh niên bây giờ tụi đó tân tiến lắm, đừng nói là thằng Bảo mới từ bên Mỹ về. Mà nè, nói bà đừng nói là tôi vô tâm nghe, nhưng mà tôi thấy bà lo lắng cho thằng Bảo trong cái vụ này á, không đáng chút nào. Trời, người mình thương, mình mến trọng thì lo lắng gì mà đáng gì không đáng. Tôi nói thiệt, tôi nói thằng Bảo từ nhỏ tới lớn tôi không biết tính ý nó hay sao. Nó sống cái này có nếp đàng hoàng, đi đúng giờ, về đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải giống như ai kia. Vậy gì? Ai? Thì cái người cô mới nói đó. Dạ, bà chủ sắp đi chưa? Để tôi chuẩn bị xe. Ừ, tôi cũng sắp xong rồi đó. Dạ. Chú chuẩn bị xe là vừa. Dạ. À mà chú Bảy nè. Dạ. Hồi đêm hôm qua lúc mà tôi ở trong bệnh viện với ông á, chú đưa Bảo đi đâu vậy? Cậu Bảo có kêu chở đi một số công việc ở một số nơi, rồi sau đó là chở tới quán bar ở ngay trung tâm á. Rồi sao nữa? Dạ rồi sau đó khi đến nơi á thì cậu Bảo mới nói là ở đây khó kiếm chỗ giữ xe lắm. Với lại á, tôi nghĩ cậu Bảo chắc chơi ở đây cũng lâu nên kêu tôi về trước đi, rồi tôi mới lái xe về. Thì dì Tám đây nè, mở cửa vô cho tôi cất xe. Dạ. Lúc đó mới 7 giờ nó đi nhậu rồi phải rồi. Dạ, mà có chuyện gì không bà chủ? Không có. Thôi, chú đi chuẩn bị xe cho tôi đi. Dạ. Có chuyện gì vậy cậu Bảo phải không? Trời ơi, hôm đưa nó đi xong vô trỏng với nó. Trời ơi, cậu có cho tôi vô đâu. Mới tới nơi á, cậu Bảo nói vậy thôi, cậu biểu tôi đi về à. Trời ơi, mới về có mấy ngày à, đi đâu phải đi theo nó. Bây giờ không thấy mặt mũi gì nó hết trơn nè. Chú Bảy. Dạ. Chuẩn bị xe cho tôi đi. Dạ. Alo. Alo, dạ dì Lệ hả? Là con Vi này dì. Ừ. Sao con? Dạ, cho con hỏi thăm anh Bảo về chưa dì? Chưa. Ủa, sao giờ này mà anh cũng còn chưa về nữa hả dì? Chưa về mà, có giùm con. Dạ, cũng có. Mà không, qua nay con gọi anh qua không có được, còn thấy lo lắng nên hỏi thăm vậy thôi. Con chào dì nha. Gì mà vô duyên vậy? Có người à mà cả chục người lo vậy đó. Thì sống sao người ta mới lo. Bà làm mềm gì đó? Tôi nói gì đâu. Bà dọn cho tôi đi. Đó là chuyện thường ngày mà. Thử đi 8 năm coi có ai mà hỏi thăm không. Chị hai.
Hai. Tâm đói. Chị hai còn đi làm nữa. Để hai ngủ mà Tâm ơi, mày mệt lắm. Tâm đói mà. Thiện, ai ngủ chung với anh kìa? Thiện, ổng là bạn của anh hả? Anh đưa ổng về hôm nào vậy? Lúc Tâm ngủ phải không? Chị hai không nói gì hả? Sao tối hôm qua bự, bây giờ nhỏ xíu vậy? Em tên Tâm. Anh tên... Tên gì hả? Không nhớ. Không có tên, sao kêu? Không biết, không biết gì hết. Hay là để Tâm đặt tên cho anh nha. Đặt một chữ thôi cho dễ kêu ha. Tên gì? Tên Bự đi. Bự. 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 Sao quá à? Tên khác đi. Đặt Đại tên gì cũng được. Đó. Đại. Tên của anh là Đại. Thời buổi bận rộn, ai cũng có việc để mà giải quyết. Vậy mà có cuộc họp trễ nải như vậy, bắt mọi người phải chờ đợi như vậy. Chú thông cảm, chắc giám đốc lu bu việc nhà thôi. Có thể tối qua anh phải trực ở trong bệnh viện đó chú. Mới lên làm chưa được một tuần mà chưa gì thay đổi thanh lọc bộ máy công ty, mà người bê bối nhất chính là ổng á. Thì chính cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay cũng có một phần thông qua kế hoạch cải cách đó đó. Bản thân tôi là trợ lý mà tôi không biết nội dung cụ thể nó như thế nào nữa. Cô Thi có biết chuyện này không? Dạ, giám đốc nói muốn để mọi người khách quan nên không cho mọi người biết trước để không chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó. Còn cụ thể kế hoạch như thế nào thì chắc có mình ảnh biết thôi. Thay đổi bộ máy, thay đổi nhân sự, đó là chuyện lớn của một công ty. Vậy mà cậu ta định áp dụng theo cái kiểu phút chót bất ngờ. Tôi thấy không có ổn. Rồi sẽ phát sinh hàng trăm vấn đề rắc rối. Thì giờ và công sức ở đâu mà giải quyết? Cũng có thể cậu ấy du học ở Mỹ về, tiếp thu nhiều cái hay, đem áp dụng vào công ty của ta thì cũng hay đó chứ. Nè, công ty là nơi làm ăn ổn định, không phải cái chỗ mà để cậu ta thể nghiệm những cái gì cậu ta học bên Mỹ. Có khi nào trong bản thanh lọc bộ máy công ty có tên em, tên anh và cô Thúy không? Dựa vào tiêu chuẩn nào để biết một người có thể làm việc ở lại Đức Bảo hay là phải ra đi? Chưa hề có kinh nghiệm, chưa biết ai là ai. Chắc cậu ta chỉ dựa theo cảm tính yêu ghét cá nhân thôi. Cái đó thì chỉ có thể cá nhân cậu ta mới trả lời được. Hey, coi như cậu bảo sáng nay không tới họp, rồi không lẽ chúng ta cứ vậy rồi ngồi chờ cậu ta hay sao? Dạ tôi không nghĩ vậy đâu thưa ông. Bởi vì cuộc họp ngày hôm nay chúng ta còn phải bàn tới một số vấn đề quan trọng khác nữa chứ. Đúng vậy,
tân giám đốc của chúng ta hôm nay không tới họp, đó là lỗi của cậu ấy. Cô Thúy, dạ, cô lập biên bản đi. Còn cậu Tuấn, cậu thông báo ngay cho chủ tịch hội đồng quản trị. Còn tôi, thay mặt cậu Bảo, hôm nay tôi điều hành cuộc họp này. Chúng ta bắt đầu. Tin Đại. Đại. Chết hả? Vậy em kêu anh là Đại luôn nha. Anh Đại. 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 Tâm. Chuyện gì mà ông sầm vậy Tâm? Ủa, anh dậy rồi hả? Anh ngủ được không? Anh có sao không? Bạn Tâm. Anh Đại. 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 Tâm. Anh tên Đại hả? Anh nhớ rồi hả? Ê, vẫn biết. Tâm Đạt. Anh hết sốt chưa? Hết sốt rồi. Hết sốt rồi. Chị hai. Tâm đói. Đại đói. Tâm đói. Trời ơi, 7:30 rồi. Sao mà Tâm dậy sớm mà không kêu chị hai vậy hả? Tâm có kêu, mày không có dậy. Chị hai không có dậy. Ờ, vậy hả? Chắc tại chị hai mệt quá. Ăn mì gói nha, chị hai nấu. Đại ăn nữa. Ờ, anh cũng ăn mì gói luôn hả? Để tôi làm rồi anh còn uống thuốc nữa. Mì gói. Mì gói là cái gì? Tôi nghe đây, có chuyện gì không Tuấn? Sao? Bảo vắng mặt suốt buổi họp hội đồng quản trị công ty sáng nay à? Không liên lạc được. Nhưng mà nội dung cuộc họp có gì quan trọng không? Đã xử lý ra sao rồi? À, kế hoạch cải tổ bộ máy nhân sự trong công ty đó hả? Ừ, tôi có nghe Bảo nói. Nhưng còn nội dung chi tiết ra sao á thì tôi cũng chưa nắm rõ. À, thôi được rồi, để tôi tìm nó. Bảo là người có trách nhiệm, chắc chắn là nó sẽ chủ động gọi lại cho cậu để tiếp nhận và xử lý phần công việc khi nó vắng mặt. À, vậy rồi. Ừ, thôi ha. Bảo đi suốt đêm hôm qua không về. Em không có nói với anh, bởi vì em sợ anh lo lắng đó. Với lại em nghĩ á, chắc là ba cái chuyện đi chơi vui vẻ của đám thanh niên thôi, không có gì quan trọng hết á. Chơi bời vui vẻ thì cũng ngoài giờ thôi, sao lại tự nhiên bỏ ngang buổi họp hội đồng công ty sáng nay? Hay là Bảo có chuyện gì đó gấp, quan trọng hơn cần giải quyết mà không muốn nói cho ai biết thì sao? Chuyện gì thì cũng phải gọi điện về báo một tiếng chứ, khi không lại bỏ công bỏ việc, không một lời giải thích là sao? Con đang nghe bà nói nè. Con gọi là con ruột của bà. Bà mới nói cái gì vậy bà? Bà mới nói cái gì vậy bà? Bà mới nói cái gì vậy bà? Bà, con là con của ai? Con là con của ai? Không, nếu vì chuyện đó mà bỏ đi sao? Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh nặng không thể điều hành. Quyền giám đốc thì bỏ mặc công ty sau khi tuyên bố thay đổi nhân sự. Nhân viên thì hoang mang lo lắng. Dạ. Cổ đông thì bất an thiếu tin tưởng. Nội bộ phân rã. Dạ, công trình cát thành á thì bị dính vào kiện tụng do không đền bù thỏa đáng vụ tai nạn cho công nhân. Nhà thầu chính trên Nam á thì đầu quỷ hợp đồng do Đức Bảo không đảm bảo được tiến độ thi công. Hồ sơ dự thầu khu liên hợp Tây Bắc thì bị loại. Giá vàng tăng vọt khiến cho giá vật liệu xây dựng tăng nhanh ạ. Tôi và cậu đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh khá ảm đạm cho Đức Bảo. Dạ đúng, Đức Bảo bây giờ chẳng khác gì con rắn đang lột để thay da, yếu ớt, sơ hở và lỏng lẻo. Đây là thời cơ để sếp. Không, ta sẽ không tranh thủ dập đầu con rắn, mà ta sẽ nuôi dưỡng nó trong sự khống chế và kiểm soát của ta. Để rồi chúng ta sẽ thâu tóm từ từ nó và làm chủ trọn vẹn nó. Dạ, em hiểu tính của sếp.
cứ từ từ, chậm mà chắc. Sếp đã kiên trì mai phục bao nhiêu năm, chờ đợi thêm một thời gian nữa, trước sau gì Đức Bảo cũng thuộc về tay của sếp, gọn gàng và nhanh chóng á. Còn đâu cái gì? Ra ngoài. Dạ. Sao ăn chậm vậy Tâm? Ồn quá à, ăn không được. Ồn quá à, ăn không được. Phun chi hả? Ăn bằng cái miệng mua bằng cái tay hả? Ăn lẹ lẹ giùm đi. Ngày nào mà nó chả đục. Đục tối ngày à. Đùng 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 làm hoài à. Sẵn đục 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 suốt ngày. Còn em lẹ đi đưa vô ăn sáng kìa. Phương không ăn hả? Sáng nay tôi hơi mệt nên không có ăn. Phương làm gì vậy? Đang dán lại cái thao tối hôm qua làm bể đó. Chút xíu nữa tôi ra ngoài chợ mua hết tờ thuốc hồi hôm qua, với lại mua thuốc hạ sốt cho anh luôn. Tôi ở đây có làm phiền không? À quên nữa, anh trong đầu của anh bây giờ có nhớ gì không? Nhớ gì? Đại, Phương, Tâm, Vàng. Vàng. Cái đó nít cũng biết nữa. Tôi hỏi trong đầu anh bây giờ anh có nhớ là anh từ đâu tới, anh đang làm cái gì, anh bao nhiêu tuổi, tên gì không? Anh tên Đại á. Đại á? Gì? Tên Đại. Tên Đại. Đại hả? Dạ. Bé Tâm đặt cho anh á, chứ anh có nhớ gì đâu. Tên Tâm đặt á. Tâm đặt á. Cũng rảnh quá ha. Tên đẹp không? Tên đẹp không? Bây giờ chị ngâm bộ đồ này chắc là tối nay hoặc sáng mai nó mới khô á, cho nên em kiếm bộ đồ nào rộng rộng đưa cho anh mặc đi. Em đâu còn bộ nào nữa đâu. Nè, chưa thấy cái bộ này bự nhất nè, em mặc còn chật nữa nè. Thì kiếm Đại cái áo nào rộng rãi đi. Tâm cho anh Đại mượn đồ nha. Có còn đồ nào đâu. Tâm có nhiều đồ bự lắm á. Tâm có nhiều đồ bự lắm á. Được rồi, để tôi tính. Tâm. Em mình nè. Bà Tám à, tôi Đức đây. Thằng Bảo nó về chưa? À, dạ ông chủ, chưa về ông chủ à. Tối hôm qua tôi tính gọi điện vô trọng hỏi thăm ông chủ coi có cậu Bảo ở trọng không. Nhưng tôi sợ gọi rồi có ông chủ lo nên tôi không dám gọi. Bà có đoán được là nó đi đâu không? Hồi chiều á, ông Bảy tài xế ông nói là chở cậu Bảo đi vô quán bar, chắc là để nhậu rượu hay gì đó. Rồi xong cậu Bảo biểu ông Bảy về trước, cho nên ông Bảy không biết khúc sau cậu Bảo đi đâu. Ừ. Nhưng mà lúc chiều đó, trước khi nó đi, bà Tám thấy thái độ của nó có gì khác thường không? Dạ có đó ông chủ. Cậu cứ theo hỏi tôi hoài. Cậu hỏi chứ ông chủ có nói gì cậu hay không. Tôi trả lời là tôi không biết. Cái rồi cậu suy tư, lo lắng, bỏ dở gian buổi ăn, chạy lên phòng thờ của Minh á, thắp nhang cho cô Minh. Buồn dữ lắm. Dạ đúng là nó đã buồn vì tôi rồi. Thôi vậy nha bà Tám. Dạ. Chị ơi, chị làm ơn bán giùm em phần nửa phần còn lại toa thuốc này đi chị. Với lại em mua thêm bông gòn, băng keo, thuốc sát trùng, với lại một vài viên thuốc hạ sốt nữa. Em mua thuốc hạ sốt cho người lớn hay là trẻ em? Dạ người lớn, người của toa thuốc này luôn nè. Em còn mua gì thêm nữa không? Có thuốc nào để người đó nhớ lại được không chị? Với lại bị mất ngủ, bị rối loạn thần kinh vậy đó. Không em ơi, chị chỉ có thuốc bổ não nè, tăng cường trí nhớ, và nó còn giúp giảm suy nhược thần kinh nữa em.
Với lại cái loại thảo dược thiên nhiên này em giúp ngủ ngon và làm dịu cái hệ thần kinh của mình, và đặc biệt là cải thiện được cái trạng thái rối loạn thần kinh. Thuốc bổ làm từ thảo dược thiên nhiên chứ không phải thuốc đặc trị đâu nghe em. Làm sao chị? Là em phải đưa người nhà của em đến bệnh viện cho bác sĩ khám, rồi còn phải kê đơn thuốc nữa, rồi làm theo phương pháp điều trị. Chứ chị không thể nào mà bán thuốc giúp em phục hồi trí nhớ được. Em có đưa đi khám rồi cho nên mới có toa thuốc này nè. Vậy thì bây giờ em mua cái này được không? Trong đây chỉ có thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau và thuốc vitamin thông thường, chứ không thấy có thuốc bổ não hay là thuốc an thần gì cả. Vậy chị ơi, em mua cái này đi. Em nghĩ là từ thiên nhiên chắc là cũng tốt, nhưng mà nó có mắc không vậy? Với lại không biết là nó có gây nghiện không. Cái thuốc này nè em, nó không mắc đâu, mà nó nhập từ Mỹ về, rất là tốt mà an toàn nữa. Em yên tâm, nó không gây nghiện như em nói đâu. Em muốn mua bao nhiêu chị bán bấy nhiêu. Vậy lấy cho em hộp này luôn đi. Tổng cộng của em là 450. Cái gì mà đi làm mà ngủ gà ngủ gật vậy chị hai? Trời anh Bình, tại tối hôm qua mình bán lễ nên bán khuya quá trời luôn à. Cắt mắt bây giờ. Mắt em bự rồi anh, khỏi cắt. Cắt trong mắt mày lòi ra cho mày khỏi ngủ quá chứ đố mà cắt mắt bự. Mệt, đi làm mà tối ngày ngủ gà ngủ gật. Thì giờ em dậy em đi làm nè. Em ngủ gật còn đỡ hơn là đi trễ nha. Bé Phương, hay quá. Hôm qua được một ngày lễ, cái là hai đứa bán đắt khuya, cái là bây giờ đứa nào cũng đi trễ trơn á, đứa đi trễ đứa ngủ gật vậy đó. Dạ em xin lỗi, em tới đây để xin nghỉ. Hả? Dạ không, em xin nghỉ ngày hôm nay thôi. Tại vì bé Tâm ở nhà nó bệnh quá, Thảo Bình ơi. Em để nó ở nhà cho anh Thiện, bây giờ em phải về chăm sóc cho nó liền. Trời, Tâm bị bệnh hả? Dạ. Rồi sao tội nghiệp nó vậy? Trời, bản thân nó đã bệnh rồi nó còn bệnh cái gì nữa. Biết gì sao mới nhà alo anh Tiến là được rồi, tới đây chi vậy? Đúng rồi đó em. Dạ tại vì em tới xin ứng tiền á. Thảo tiền. Bình, dạ cho em ứng trước một số nha. Ủa hôm qua anh nhớ anh có thưởng nóng cho hai đứa rồi bộ không đủ. Dạ nhưng mà không có đủ. Tại vì hả, bé Tâm kỳ này nó bệnh nặng lắm. Em phải đưa nó vô bệnh viện nè, rồi mua thuốc, rồi mua đồ ăn cho nó tẩm bổ nữa. Đúng tao rồi biết đó anh. Rồi. Nhiêu? Dạ 500. 500 phải không? Hay đưa luôn 1 triệu đi anh. Mày thảnh quá. Mày vô duyên quá. Mày ta kêu đưa nhiêu đi. Tao lãnh tao lẹ không. Vô bệnh viện có 500 không đủ lo đâu. 1,5 triệu nè em. Dạ thôi, em xin ứng trước 500 thôi. Nè, lấy đi, để lo cho nhỏ rồi biết đâu vô bệnh viện. Dạ thôi, 500 dạ, đủ rồi. Nè, lấy nhiều cầm tiền nhiều xài nhiều chứ không làm gì hết. Dạ, em lấy 500 thôi ha. Lấy 500 thôi. Giờ em về ha. Em về đi em. Hôm nay gì mới đây coi cửa hàng giùm tôi nha. Thôi đi, yên tâm đi. Có gì đâu. Mày mốt hậu tạ. Trời ơi, nhớ nha. Hứa rồi nhớ nha. Dạ, em về nghe Thảo Bình. Nghe nè, cho chị gửi lời thăm bé Tâm nha. Em biết rồi. Dạ. Đi lẹ đi em. Có gì alo cho Bình nha. Dạ. Có gì alo nha. Trả 1 triệu đây bà. Bỏ túi ngọt xớt hà. Em quên. Mua đồ gì em? Em muốn tìm áo nam á chị. Bên này cũng có, bên đó cũng có. Em cứ lựa đi. Chị, cái này nhiêu vậy? Cái đó hả? Cái đó 30 ngàn. Mắc dữ vậy? Trời ơi, chị bán vốn rồi đó cưng ơi. Bớt cho em đi. Cưng muốn nhiêu? 10 ngàn được không? Trời ơi, trả gì ghê vậy em.
bớt đi mà. Muốn nhiêu nói đi, nhưng 10.000 chị lỗ chết cưng ơi. Em mua 2 cái luôn được không? Ừ, cưng lựa đi, coi được cái nào. 2 cái này để 15.000 được không? Trời ơi, cưng trả gì ghê vậy. Thôi chị bán vốn cho 2 cái 40 thôi. 40.000 lận hả? Vậy tính ra là mỗi cái 20. Vậy là bèo rồi đó cưng ơi. Vậy lấy cho em đi. Nhưng mà khoan đó, em sợ không vừa quá. Vậy cưng mua đồ cho ai? Cho ông xã hả? Vậy ông xã cưng sai nhiêu? Em không biết nữa, mà bự lắm. Bự hả? Chị có mấy cái size bự hơn, chị đưa cho em coi nghe. Ông xã là sao? Gọi điện gì không chờ chút được sao? Chưa gì cái tắt máy à? Alo? Bà Tám hả? Là con Vi nè. Cô Vi hả? Dạ. Anh Bảo về chưa bà Tám? Chưa cô ơi. Cậu chưa có về. Trời ơi, anh đi đâu mà con gọi hoài không có được nữa. Bên này cũng lo quýnh lên đây nè, nhưng không biết cách nào để liên lạc được với cậu. Chừng nào anh về, bà Tám nhắn anh gọi điện cho con nha. Được rồi, chừng nào cậu về tôi nhắn lại. Vậy nha, con chào bà Tám. Bảo ơi, con đi đâu mà mất tiêu vậy con? Cái này không được rồi, ngon. Ngon. Đừng gớm. Cái đào này sống kỳ lắm. Chị ngon mà. Thôi sống kỳ lắm. Ngon, ngon, ngon. Xanh xanh ngon mà. Cái gì vậy? Chị nhầm chế. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại vì chị không biết cái size của ảnh cho nên mua cái lớn nhất. Vừa thì đổi lại. Em không có nói tới cái bộ đồ chị mua, mà em nói không. Đẹp mà. Sao vậy? Đẹp mà. Chị nhìn đi, cái bộ đồ mà chị đang giặt cho ảnh á, với cái bộ đồ mà ảnh đang mặc á, nó khác nhau một trời một vực luôn á. Cái thằng này, không về thôi, em nói làm gì? Ở nhà mà, mặc vậy cho mát. Mặc gì cho mát? Mất trời quá à. Cái mặt nó từ rối luôn. Mặc gì cho mát? Anh đi vô trong đi, còn mấy cái kia có cái nào dựa với anh không? Cười nữa hả? Anh chị bị chán. Phương ơi, Phương ơi, Phương đâu rồi? Làm sao? Cái gì mà vô cái shop hoa của người ta mà ca hát như chỗ không người vậy trời? Chào Thảo Bình, Diễm. Anh. Phương đâu rồi? Phương đi rồi, bữa nay xin nghỉ rồi. Ủa, hôm nay đâu có sinh nhật, đâu có lễ lộc gì đâu xin nghỉ. Dạ thưa anh hai, là em tâm của người ta bị bệnh được chưa? Vô tâm dễ sợ luôn. Bé Tâm bị bệnh hả? Tối qua mới ở nhà bệnh, Tâm giỡn chạy tung tăng sao bệnh được? Không biết cái gì hết trơn á. Con nít nó là như vậy đó. Bữa nay nó khỏe, mai nó bệnh, đó là chuyện bình thường. Đã thấy nó bây giờ khỏe đó, lát nó bệnh cũng vậy vậy ha. Con nít nó là như vậy đó. Không có để ý cái gì hết trơn, nói gì nữa. Đúng rồi đó. Với lại em Tâm nhiều khi giờ cũng đâu có được khỏe đâu đúng không anh? Bản thân bình thường nó đã bệnh rồi. Ha, tôi đi nè. Nè, nhìn kỹ cái này nè. Một tay coi như là hả, chăm sóc mấy đứa em. Ẩm chai hông ba bốn thằng rồi. Đã biết hết.
cha mẹ anh chị mà thương em thương con hả, là tính bằng trời bằng đất. Nhìn cái mặt con Phương hồi nãy hớt hải chạy vô đây mượn tiền đem vô bệnh viện lo cho em, thấy nó cực cỡ nào. Trong khi anh vẫn dưng anh tỉnh bơ với mọi chuyện, anh có một thái độ rất là coi như là tỉnh bơ. Sao kỳ vậy ta? Trời ơi, làm gì chửi người ta thở quá mà. Sao bệnh được mà Phương cũng kỳ nữa. Tôi là người gần nhất mà không báo tôi tiếng nào hết, để cho mấy người ở đây biết hết, tôi biết sau cùng là sao. Cái tập Phương giờ ta làm gì cái đây, không cho ta biết mà cho mấy người biết chứ, phải tự tìm hiểu chứ. Thôi anh tự đi tìm hiểu đi. Trời ơi, tự đi tìm hiểu đi, vô hỏi làm chi để cái sớp người ta rần rần vậy nè trời. Mày coi kìa, tại nó, cái đúng. Thằng này nó làm như nó kiếm chuyện với mình. Dạ. Mình báo cho nó biết mà, chứ có phải là cái gì rồi mình nó nạt nộ vậy đúng không? Dạ. Đúng không vậy mày nói đi đúng không? Dạ đúng rồi anh ơi, nhưng mà nãy giờ cắm em hết nguyên chậu bông đi, không cắm nữa, giận rồi. Trời, ủa tự nhiên đổ đầu em vậy anh Bệnh? Phương hả? Em quá đáng thiệt á. Tâm bệnh đến lúc em phải ở nhà chăm sóc Tâm, vậy mà cũng báo anh biết nữa. Dạ, ai nói cho anh biết vậy? Anh ghé shop qua, nghe Bình với Diễm nói lại. Anh còn đang ở shop qua hả? Anh sắp về chưa? Không, anh chạy ra khỏi shop qua rồi, đang chạy tới nhà em nè. Anh muốn gọi điện thoại cho em á, hỏi thăm coi em có cần mua thuốc men hay cơm cháo gì cho Tâm không. Anh mua anh cầm qua luôn. Khoan đã anh Khánh ơi. Không có cần đâu. Thật ra là em nói cái này với anh, anh hứa là đừng có nói lại với Thảo Bình với Diễm nha. Anh thề đi em mới dám nói. Có chuyện gì quan trọng hả em? Thật ra hả, là bé Tâm nó không có bị bệnh gì hết á. Tại vì tối hôm qua làm khuya quá cho nên em mệt, rồi em mới nói dối là Tâm bệnh để xin nghỉ nhà ngày. Trời ơi, vậy là càng đáng trách hơn nữa. Đúng ra em phải nói cho anh biết, để anh chăm sóc cho em chứ. Em làm vậy anh lo quá. Không phải đâu anh Khánh ơi. Không có cần đâu, em nghỉ ngơi là được rồi à. Anh chỉ muốn chạy tới thăm em thôi mà. Không có cần đâu, để khi khác đi hả Phương. Em không nói chuyện điện thoại được nữa, em nằm nghỉ nha. Kìa Phương. Alo. Sao cùng tròn do vậy? Xấu quá. Đẹp. Xấu quá. Con chim này mới đẹp nè. Tèn tèn. Cho Tâm con đó đi. Cho Tâm con đó đi nhé. Này. Con này lạ nha. Con gì tròn do vậy? Con gì ta? Con đâu xấu quá. Đẹp. Xấu quá. Đẹp. Xấu quá. Đẹp. Xấu quá. Con này đẹp hơn. Con này.
này có hình nè. Con này đẹp hơn con nè. Con này đẹp hơn. Đó. Nè. Đó. Sao Tâm có con đó vậy? Bữa trước á, Tâm bị té xuống sân. Tâm khóc. Có cái anh đó ở bờ sông cho Tâm á. Anh nào? Anh đó. Anh đó. Anh đó xấu quá. Đẹp. Xấu quá. Đẹp. Đẹp hơn nè. Con này đẹp hơn nè. Thấy chưa? Con này dịp clip bà. Anh, ngồi dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa. Anh không muốn ăn. Ráng ăn miếng đi mà. Em không biết là có chuyện gì, nhưng mà nếu Bảo giận anh thiệt á thì không biết phải nói sao. Kỳ cục. Em biết cái gì mà nói? Dạ. Rồi đó. Tối ngày cứ khóc lóc hoài. Em đâu biết gì đâu. Em chỉ lo cho anh thôi à. Với lại á, em thấy kỳ thì em nói kỳ chứ làm sao. Anh coi á, bỏ hết công việc từ bên Mỹ về đây để chăm sóc ba, rồi coi công ty nữa. Vậy mà khi không cái bỏ ngang hết tất cả mọi việc à. Muốn chết ai chết, muốn ra sao thì ra. Anh thấy coi vậy có được không? Nhưng mà đó là chuyện của tôi với nó. Tôi không hỏi ý kiến của cô. Cấm cô không được nhắc lại chuyện này nữa. Em chỉ lo cho tôi mà. Sao anh nạt em chứ? Chuyện của anh với thằng Bảo mà. Tự nhiên quay qua nạt em mà. Thôi anh không ăn thôi em ăn. Anh đừng có lúc lắc. Chịu đau chút xíu đi, tôi nhẹ nhẹ mà. Ê ta, mở ra giùm chị đi. À, cái gì vậy? Sợ quá. Tôi chưa có đụng vô mà. Tôi chuẩn bị la chú. Anh đừng có la làm tôi run. Đẹp quá. Nhột. Nhột. Đẹp quá. Tôi thấy vết thương của anh cũng sạch lắm. Chị nghe giùm chị đi. Anh Khánh gọi đó. Nói với anh Khánh đó là chị đang bận. Không không, nói với ảnh đó là chị đang bệnh. Chị không có muốn tiếp ai hết đó, cho nên là chị sẽ gọi lại sau. Phương nói xạo. Alo. Em Thiện nè. Anh Khánh hả? Nói gì à? Nói đi. Mốt chị hai thắt thiệt là nhiều bính cho Tâm ha. Nhiều bính luôn. Bính, nhiều bính. Nhiều bính luôn. Cái gì vậy? Nhiều nước luôn. Anh Khánh tới, anh Khánh tới. Anh Khánh tới. Anh Khánh tới. Anh Đại, đây là không được đâu. Sao vậy? Đóng cửa tắt đèn lại mau lên. Đóng cửa, tắt đèn. Đóng cửa, tắt đèn. Đóng cửa, tắt đèn. Ừ.
còn xa quá à. Núp xuống. Núp xuống, núp xuống. Xa xuống, núp tích. Thầm im lặng. Sao phải núp vậy? Chỗ nào của tôi anh có biết đâu. Mới thấy sáng đèn mà. Phương ơi, em có nhà không Phương? Tâm sợ. Phương ơi, Thiện ơi, Tâm ơi. Có nhà không? Chú nợ sao nói chuyện ngọt vậy? Ờ, nhưng mà đòi nợ gắt lắm. À, hay là ba chị em chơi năm mười với anh phải không? Chú nợ như vậy. Chú nợ chơi năm mười. Bây giờ mà không có ra mở cửa, tôi đếm 1, 2, 3, tôi tông cửa vô nha, ú à nha. Tâm sợ. À, thì ra ở trong nhà phải không? 1, 2, 3, ú à.